Xin chào cả nhà. Mùa hè, trời oi bức và nóng nực, cơ thể dễ bị mất nước, đặc biệt là các bé vui chơi chạy nhảy nhiều. Nên mình thường cho các bé nhà mình uống nhiều nước và ăn nhiều trái cây để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Tuy nhiên, để kích thích các bé uống nhiều nước, mình thường thay đổi hương vị nước bằng nhiều loại trái cây khác nhau. Thay vì uống bằng nước lọc, các bạn có thể cho vào trong nước những loại trái cây khác nhau như táo, lê, bưởi, v.v. để tăng hương vị cho nước. Hôm nay mình có nước cam, chanh và dâu. Chanh thì các bạn không nên chọn chanh màu xanh mà hãy chọn chanh màu vàng bởi vì nó rất là thơm ngon và không bị chua. Hoặc bạn có thể thay thế bằng nhiều loại trái cây đa dạng khác nhau. Bây giờ mình sẽ cắt các loại trái cây và cho vào trong nước uống. Sau khi cho trái cây vào trong nước, các bạn nhớ cho thêm vài lá bạc hà để tăng hương vị cho nước uống. Lá bạc hà sẽ làm cho nước uống thơm hơn và có màu sắc đẹp hơn. Ở đây mình dùng nước trắng, nước lọc không đường để uống. Cuối cùng, các bạn có thể cho thêm đá vào, cho nhiều hay ít là tùy thuộc vào sở thích của các bạn nha. Vậy là đã có 3 loại thức uống khác nhau với hương thơm của cam, dâu và chanh dành cho bé và gia đình. Các bạn cũng có thể sử dụng các loại bình thủy tinh trong sốt khác để đựng nước cho đẹp mắt. Và điều quan trọng là các bạn nên để những cái bình nước này ở những cái vị trí thuận tiện, tiện tay dễ lấy nước uống. Các bạn hãy cho các bé uống nước trước bữa ăn khoảng chừng 15-20 phút để giúp các bé hấp thụ và tiêu hóa thức ăn tốt. Thật đơn giản, để có 3 loại nước uống khác nhau cung cấp vitamin cho cơ thể. Hãy uống mỗi ngày để có da sáng, dáng gọn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào!